Tuy vẫn còn bỡ ngỡ và gặp rất nhiều khó khăn khi phải thích nghi với môi trường kỷ luật của quân đội, nhưng với sự nỗ lực cố gắng và sự chỉ bảo tận tình của cán bộ các cấp, sau hơn 2 tuần nhập ngũ, đến nay những tân binh cũng đã bắt đầu quen với môi trường mới. Ghi nhận tại tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây là một trong những bài học đầu tiên của các chiến sĩ tân binh khi nhập ngũ vào quân đội. Đó là phải gấp, xếp chăn của mình, lúc nào cũng phải vuông thành, sát cạnh. Nội vụ vệ sinh, lúc nào cũng phải gọn gàng, ngăn nắp. Từ vị trí để giày dép, quần áo đến khăn mặc, lúc nào cũng phải chỉnh quy, thống nhất. Mặc dù chưa quen lắm với môi trường mới, nhưng để có thể trở thành một người chiến sĩ kiên trung trong quân đội, các tân binh đã không ngừng nỗ lực cố gắng để vượt qua mọi khó khăn, thử thách ban đầu, để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Bước đầu khi mới vào đấy thì cũng gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp nội vụ vệ sinh của mình. Nhưng mà dưới sự chỉ dẫn tận tình của các anh tiểu đội trưởng thì em đã từng ngày tiến bộ và đã làm tốt hơn trong công tác dọn dẹp nội vụ vệ sinh của bản thân. Trong năm 2024, tiểu đoàn được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 260 chiến sĩ mới. Thì bước đầu những thanh niên nhập ngũ tại đơn vị, tiểu đoàn đã tổ chức sinh hoạt cũng như thông qua lực lượng tiểu trưởng, trung đội trưởng và cán bộ đầu đội để nắm bắt những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp có diễn biến tư tưởng để tiểu đoàn kịp thời động viên. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, thì tiểu đoàn cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo ra cái môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các đồng chí chiến sĩ mới nhập ngũ tại đơn vị yên tâm tư tưởng công tác và xác định tốt cái nhiệm vụ. Những ngày đầu sống trong quân ngũ, tuy vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ với môi trường mới, nhất là những chế độ quy định nghiêm ngặt, những bài huấn luyện trên thao trường với cường độ cao, cùng với đó là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong những ngày đầu nhập ngũ. Song với sự gần gũi và sự quan tâm, động viên, an ủi của chỉ huy đơn vị, các anh đã luôn sát cánh, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ với những khó khăn và luôn tận tình hướng dẫn chỉ bảo cho các đồng chí từng công việc nhỏ nhất. Để vì vậy, các chiến sĩ cũng đã từng bước hòa nhập và thích nghi với môi trường quân đội. Đối với những ngày đầu mới bước chân vào môi trường quân đội thì cảm xúc của em có một chút bỡ ngỡ và lo lắng khi phải làm quen với một môi trường hoàn toàn mới, phải thức dậy từ sớm và phải sắp xếp nội vụ một cách gọn gàng sạch sẽ thì đó là một điều cũng rất khó khăn đối với bọn em, nhưng được sự quan tâm và chỉ giáo từ các cán bộ tiểu đội trưởng và trung đội trưởng tới các cán bộ đại đội thì những việc đó đã không còn khó khăn như lúc mới vào nữa. Đối với bản thân là cán bộ trung đội trưởng, với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, công tác, đã tổ chức quán triệt nghiêm các chỉ thị mệnh lệnh của thủ trưởng cấp trên, từng bước ân cần chỉ bảo, cầm tay chỉ việc đối với lực lượng chiến sĩ mới. Đồng thời nhanh chóng nắm bắt tình hình tư tưởng, đặc biệt là đối với những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giải quyết tốt công tác tư tưởng để các đồng chí chiến sĩ mới an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà đất nước giao. Có thể nói, hành trình 2 năm trong quân ngũ sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng quân đội sẽ là một trường học lớn để rèn luyện cho các chiến sĩ trưởng thành hơn, có lối sống kỷ luật và nhất là rèn luyện cho từng đồng chí có ý chí, bản lĩnh của một người quân nhân cách mạng. Những bài học trên thao trường nắng gió sẽ là hành trang quan trọng để những thanh niên của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng vững chắc tay súng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và mang lại sự bình yên, sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.